32. Tiểu Duy là một đứa con hoang không có mẹ. Con đã làm tổn thương trái tim của mẹ. Tiểu Duy từ lâu đã không có trái tim rồi. Ngoài Dương Anh ra, ta không cần ai hết, kể cả bà. Sư đệ ta thật đúng là hồ đồ, muốn ở bên thái tước đó bằng được. Dương đại ca cũng thế, đến khuyên cũng không khuyên lấy một câu. Trình đại ca, huynh là người sáng suốt, huynh hãy khuyên nó đi, có lẽ nó sẽ nghe huynh. Được, ta sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với đệ ấy. Nhưng chuyện tình cảm là chuyện tình chàng ý thiếp, cho dù là có huynh đệ tốt cũng khó xen vào. Cuối cùng thế nào thì phải tùy thuộc vào đệ ấy. Cái gì mà tình chàng ý thiếp? Sư đệ của ta vốn không phải là tự nguyện, chắc chắn đã bị thái thước dùng yêu thuật mê. Kỳ lạ, sao cô lại phản đối hai người họ ở bên nhau như vậy chứ? Ta lại thấy bạn huynh đệ và thái thước rất xứng đôi. Trình đại ca, có phải huynh bị trúng yêu thuật rồi không? Ta nói với huynh này, nếu đệ ấy tìm được cô gái bình thường, ta có thêm em dâu còn vui không hết. Nhưng ta thấy thái thước thân phận không rõ ràng, toàn thân đều có mùi yêu khí. Ta dùng pháp khí để thử, tuy là vô dụng, nhưng dựa vào trực giác của ta, hai tỷ muội họ không giống người thường, mà giống yêu hơn. Cô chắc chứ? Trình đại ca, huynh còn nhớ ta dạy huynh cách phân biệt yêu không? Cô nói yêu thường dùng sắc đẹp để mê hoặc người. Đúng thế, trên người yêu quái có yêu khí. Ta thấy hai tỷ muội họ đã làm điên đảo thần hồn của sư đệ ta và Dương đại ca rồi. Thế nên không phải yêu quái thì là gì? Ta thấy thái tước đó không có ý tốt, làm sư đệ ta và ta bất hòa. Ta lo là cuối cùng đệ ấy chọn sai đường, phụ sự kỳ vọng và căn dặn của cha ta. Cứ cho là thái tước là yêu quái, nhưng mà bạn huynh đệ thích cô ấy, cô ấy cũng không hại bạn huynh đệ. Vậy hai người bọn họ bên nhau cũng đâu có sao. Trình đại ca, yêu là yêu, yêu quái đến tim còn không có, sao có thể hiểu tình cảm con người được? Cha ta năm đó vì nhân từ, vì thế mà bị yêu quái hại. Người khác ta không biết, nếu ta gặp phải yêu quái, ta sẽ giết ngay không tha. Người có thiện ác, yêu có lẽ cũng có tốt, có xấu. Nếu đó là yêu quái tốt, không hại người, mà cô vẫn giết, thế khác gì giết người vô tội? Trình đại ca, huynh quá lương thiện. Yêu quái thì làm sao có loại tốt được? Yêu quái đều xấu xa, độc ác. Bề ngoài yêu quái đều trông rất lương thiện, thật ra đều vô cùng nham hiểm, hung ác. Cứ lấy lão yêu quái ra mà nói, người nào trông thấy lão cũng đều phải ra tay diệt trừ, đánh cho lão hồn tiêu phách tán. Nếu cô đã ghét yêu quái đến thế, ta sẽ làm cho cô bị yêu quái lợi dụng. Trình đại ca, huynh, sao huynh lại nhìn ta như thế? Mặt ta có gì à? Không có. Ta chỉ là cảm thấy A Liên cô nương có lòng hiệp nghĩa, ghét ác như thù, nữ tử bình thường không thể so sánh được. Ta rất khâm phục. Trình đại ca, huynh cười ta chứ gì? Huynh trong lòng của ta mới là anh hùng có tấm lòng hiệp nghĩa. Ta chỉ là một kẻ đến cả mẹ ta cũng không bảo vệ được. Thực ra ta ngưỡng mộ cô và bằng huynh đệ hơn. Hai người trừ yêu diệt ác, trị bệnh cứu người, không bị bó buộc, tự do tự tại, cũng không bị người khác xem thường. Ai dám xem thường Trình đại ca? Cô nói ta biết, ta ra mặt thay huynh. A Liên cô nương, ta biết cô tốt với ta nhất. Tình ý này của cô nương, đợi sau này khi ta có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp. Ta không cần Trình đại ca báo đáp. A Liên cô nương, sư môn của cô có thể nhận đồ đệ không? Ta muốn theo cô học cách trừ yêu. Huynh sao lại muốn theo học thuật trừ yêu thế? Ta vốn là người tập dặn cổ. Nếu như ngày nào đó bị người ta phát hiện ra thân phận, nếu không thành binh sĩ, hoặc là ta có thể trở thành người bắt yêu. Cái gì? Huynh muốn trở thành người bắt yêu thật à?
Ta không, không vấn đề gì. Ta sẽ truyền hết thuật trừ yêu của ta cho huynh. Hôm nay thuốc hái không được nhiều, không biết đủ dùng không? Không sao, ngày mai chúng ta đi Nam Sơn xem ở đó có thuốc. Chị tỷ, bọn muội về rồi. Hôm nay sao nhiều món ngon thế, mình nếm thử trước. Tham ăn, hái thuốc cả ngày trời, không sợ ta có độc sao? Nè, lau tay. Được rồi, ăn được rồi. Tỷ tỷ, Dương đại ca không về sao? Đúng thế. Hai người ăn đi, tỷ đi chuẩn bị cho Dương đại ca. Tỷ tỷ, mấy hôm nay huynh ấy ngày nào cũng sớm đi tối về, tỷ làm nhiều món huynh ấy thích như thế, thế mà đến nhìn cũng không nhìn, tim bị chó ăn mất rồi. Tỷ tỷ đừng phí công nữa. Thái tước, mọi đừng nói thế. Dương đại ca gần đây bận diệt quân, ta hiểu huynh ấy mà. Nói cho huynh ấy ăn, lỡ lúc huynh ấy đói là không có đồ ăn hợp khẩu vị. Chị Tiểu Duy, Dương đại ca gần đây đúng là bận diệt quân, vì thế mới không về phủ. Tỷ đừng nghĩ nhiều, lắm lời, ăn đi. Tỷ tỷ, đừng kiếm cớ cho huynh ấy nữa. Cứ cho là huynh ấy có bận thế nào đi nữa, chẳng lẽ không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm sao? Mùa thấy huynh ấy cố tình tránh tỷ, huynh ấy đã dòng bằng phụ nghĩa không biết tốt xấu, tỷ còn để ý làm gì? Hai người ăn trước đi, tỷ về phòng trước. Huynh im miệng, huynh ăn đây. Muội cho huynh biết, huynh mà dám đối xử với muội như Dương Anh nói với tỷ tỷ thì xem muội xử lý huynh thế nào. Sao lại thế được? Bà la ta thề sẽ đối xử tốt với thái tước, cho dù thái tước cho ta ăn gì ta cũng sẽ ăn, cho dù cho ta ăn thạch tính ta cũng sẽ xem đó là quả ngọt. Đồ ngốc, huynh có thể ăn được chưa? Ăn đi. Dương đại ca đã về rồi, có nên vào hay không? Vào đi. Tiểu Duy, tất cả những điều trước đây rốt cuộc là thật hay giả? Rốt cuộc muội là ai? Dương đại ca, Tiểu Duy thật lòng với huynh, cho dù huynh nghi ngờ thân phận của muội cũng không đến nỗi không muốn nhìn mặt muội chứ. Không phải là ta không muốn gặp muội, mà là không biết nên đối mặt với muội thế nào. Đây là làm cho Dương đại ca phải không? Là muốn đem cho Dương đại ca sao?
Cô đúng là chăm sóc chu đáo đấy. Cũng không biết là thật lòng hay giả vờ nữa. Chỉ tiếc là ta nghe nói Dương đại ca thời gian này sẽ ở lại quân doanh không về phủ đâu. Cô nói quân ấy đang tránh mặt ai đây? Cô đừng đi gấp như thế. Cô nóng lòng cũng vô ích. Dù gì đi sớm hay đi muộn, Dương đại ca cũng không ăn đâu. Ta khuyên cô nếu có lòng dạ này thì hãy cố gắng khuyên nhủ muội muội của cô. Suốt cuộc cô muốn làm gì? Ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở cô. Khi muội muội của cô đừng ngày nào cũng dính với sư đệ của ta như thuốc gián. Nếu không thì có một ngày sư đệ của ta cũng giống như Dương đại ca, thấy phiền, thấy chán. Đến lúc đó thái tước có kết cục giống như cô. Cô cũng là người từng chịu khổ rồi, cũng xem như là vết xe đổ vậy. Cô không mong thái tước giống như cô đi vào vết xe đổ chứ. Liên Nhi cô nương, đa tạ lòng tốt của cô. Có điều ta cũng khuyên cô nương một câu. Đàn bà con gái tướng mạo kém chút cũng không sao, nhưng miệng mà còn không tích đức, ác miệng xấu mặn, mai mốt đừng nói là không gả đi được. Cho dù có cho thêm e là cũng không ai dám lấy. Ai nói ta không có ai lấy? Ta sẽ có người lấy. Còn không thấy gì ngăn, anh Tuấn bất phàm hơn cả Dương đại ca. Đáng ghét. Đứng lại, nơi quân doanh người ngoài không được phép vào. Vì đại ca này ta tên Tiểu Duy, đến từ công ty Dương Hiệu Quý. Tiểu Duy cô nương là đến thăm Dương Hiệu Quý à? Đúng vậy. Còn đứng ngay đó làm gì? Vị cô nương này là thê tử chưa cưới của Dương Hiệu Quý, mau đi báo cáo đi. Rõ. Tuy nói tướng quân trích quân hưởng để bù vào, chỉ dựa vào số tiền này cộng thêm số thuốc mà đệ mua được thường ngày, nếu không có chuyện gì lớn thì còn ổn. Nếu mà thật sự đánh trận e là sẽ thiếu rất nhiều. Dương đại ca, quân hãy nói với tướng quân một câu, trích thêm quân hưởng để mua thuốc đi. Được, ta sẽ bằng bạc với Lý tướng quân. Dương hiệu quý, tiểu duy cô nương mang cơm đến cho ngài. Nói với cô ấy việc quân đang bận, nhất thời không bước ra được, bảo cô ấy về trước đi, không cần đợi ta. Rõ. Dương đại ca, đây là chút tâm ý của tiểu duy tỷ. Quân hãy gặp tỷ ấy đi, ít nhiều cũng phải ăn vài miếng cho tiểu duy tỷ đỡ buồn. Không sao, ta cũng không đói. Để cô ấy về trước đi. Tiểu duy tỷ ngày nào cũng nấu rất nhiều món ăn, đợi quân về ăn cơm. Quân không về, vì thế tỷ ấy chỉ còn cách mang đến quân doanh, nhưng quân lại tránh né không gặp. Dương đại ca, để không biết giữa quân và tiểu duy tỷ trước cuộc sẽ ra chuyện gì. Nhưng hai người ở bên nhau khó tránh gặp khó khăn. Hai người phải bao dung nhau, thông cảm cho nhau. Nếu có hiểu lầm gì, hai người nói rõ ràng, mỗi người nhường một bước là được rồi. Quỳnh bây giờ tránh né không gặp thì có thể giải quyết được vấn đề gì chứ? Đây còn nhớ không? Hôm đệ đưa cho ta xem mảnh rách của y phục đó. Nhớ, có chuyện gì sao? Đó là y phục của tiểu duy. Thái tước là yêu, vì tiểu duy tỷ chắc chắn cũng thế. Tỷ ấy là yêu quái móc tim người sao? Không thể thấy được. Tiểu duy tỷ dịu dàng thế, tỷ ấy sẽ không làm ác như vậy đâu. Dương đại ca, người mặc áo trắng rất nhiều, không chắc đó là tiểu duy tỷ. Bộ y phục này là do nhị đệ đích thân nhờ người ở kinh thành mai cho cô ấy. Chỉ có duy nhất một bộ đồ đó thôi. Dương đại ca, để tin tiểu duy tỷ tuyệt đối không phải là yêu quái. Nếu tỷ ấy đúng thật là yêu quái thì sớm đã ra tay hạ thủ với huynh về đệ rồi, sao lại có thể lúc nào cũng lo nghĩ cho huynh, đối tốt với huynh. Tiểu duy cô nương, Dương hiệu quý bảo cô hãy về phủ trước, không cần phải đợi nữa. Tiểu duy cô nương, mấy hôm nay quả thật việc quân rất bận, nhất là Dương hiệu quý đúng là không có thời gian rảnh nào hết. Mong tiểu duy cô nương lượng thứ, vất vả cho đại ca rồi. Tiểu duy hiểu, vậy ta xin cáo từ. Ông đến để chê cười ta à? Bản tôn muốn nếm thử cơm người nấu. Lần đầu tiên uống trà, lần đầu tiên nếm thử rượu, lần đầu tiên ăn cơm đều là ngươi làm cho ta.
Ngươi muốn thế nào? Nói đi, ta sẽ làm hết sức đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Ta muốn Dương Anh yêu ta, thích ta, thương ta, chỉ yêu của mình ta thôi. Ông giúp ta được không? Ngươi đã cho ta biết chính xác thức tình lục dục trong nhân gian này, nhưng ta sẽ không giống ngươi, bị tình yêu trói buộc. Chỉ nhìn việc ngươi gặp phải, bản tôn cũng hiểu được chuyện tình yêu này của ngươi. Đó là bởi vì đại nhân ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, cái nhìn thấy chỉ là những đau khổ của con người, mà không hiểu được tình yêu chân chính của con người. Nếu trước này ông chưa từng trải qua, sao có thể nói ra những lời như thế? Vậy nếu như vạn vật trong nhân gian ta đều phải đích thân trải qua mới có thể hiểu được, thế chẳng phải muốn ta chết mệt sao? Nhân gian này chẳng có gì là mãi mãi. Cái gọi là tình yêu, là thích, chẳng qua là dục vọng nhất thời mà thôi. Nếu đã như vậy, đại nhân nói thế nào về dục vọng nhất thời này đây? Có dục vọng không có gì là lạ, nhưng bị dục vọng trói buộc thì đó là nạn kiếp. Kiếp nạn sinh ra từ dục vọng. Ngươi là yêu, không phải là người. Dương Anh đối với ngươi chẳng qua là một phút dục vọng thôi. Hắn không rõ, nhưng ngươi thì đã trải qua trăm nghìn kiếp luân hồi ở nhân gian này. Ngươi vẫn không hiểu sao? Tiểu Di đã nhìn rất rõ. Ta đã trải qua trăm nghìn năm đau khổ, chính là muốn có thể gặp được huynh ấy, cùng yêu nhau, cùng thương nhau, cùng bảo vệ nhau. Đây mới là tình yêu. Ngươi sai rồi. Đây không gọi là yêu. Nếu yêu mà phải hy sinh tình cảm của chính mình, ngươi không thấy như thế là quá ngu ngốc hay sao? Điều quan trọng nhất trong nhân gian này là bản thân mình. Những cái khác chẳng qua là cầm được trong tay, dẫm được dưới chân, dứt được sau lưng thôi. Quan trọng là ngươi có hiểu được phải từ bỏ thứ gì. Đại nhân tốn công sức nói với ta lâu như vậy, có phải là không muốn ta và Dương Anh ở bên nhau không? Ông cho rằng ta là yêu, rời xa huynh ấy thì sẽ có thể ở bên ông sao? Đừng nằm mơ nữa. Người ta yêu chỉ có một mình Dương Anh, nhưng người mà ngươi yêu lại đang nghi ngờ ngươi. Sao ngươi phải hạ thức mãi u mê không tỉnh? Người u mê không tỉnh là ta. Đại nhân là thần, không cần phải cho hàng yêu nữ như ta ngang hàng, cũng không cần thương hại ta. Sống cũng được, chết cũng được, là tình chịu sự dài dò của tình yêu, hay là nỗi đau hồn tiêu phách tán, đây đều là sự lựa chọn của Tiểu Duy. Nếu ta đã lựa chọn Dương Anh thì chết cũng không hối hận. Đại nhân, trận cá cược này ngài vẫn chưa thắng đâu, đừng vui mừng quá sớm. Mời dùng. Ngươi việc gì phải khổ sở vì hắn mãi u mê không tỉnh ngộ, không chịu quay đầu? Nữ thí chủ, ai di đà Phật. Nữ thí chủ, cái này vui. Nữ thí chủ, không được đâu. Nữ thí chủ, đại sư, ông xem con bướm này suốt cuộc là yêu quái gì đang tắc quái vậy? Nữ thí chủ, nữ thí chủ, nghe hay quá, nghe hay quá. Ta nhớ lúc trước nó hình như từ dưới chân mày của A Mạc phút thứ gì đó. Nếu lão nạp không đoán sai, thứ còn bướm phút là hồn phách của Mạc Thị vậy. Hồn phách? Sao có thể như vậy được? Bướm này là yêu vật tu hành thấp nhất yêu giới, tuy không có hình người tâm trí, nhưng có thể phóng ra yêu độc. Mặc thì vậy, chính là bị con bướm này lúc hút ba hồn, mất đi hai hồn, chỉ còn một hồn, nên mới ngây ngơ như trẻ nhỏ, mất đi ký ức, nói chuyện, làm việc đều theo bổn tâm, không có tô vẽ gì thêm. Ký nhỏ, đừng chạy, lại đây, chờ với tỷ tỷ này. Nhưng bướm này cũng đã chết rồi, làm sao mới tìm lại được hồn phách qua mặt đây? Hồn phách của con người chỉ là một cái vỏ trôi dạt theo gió, không có dấu vết. Lão nạp
cũng không có cách gì dùng được. Đại sư, ông nhất định phải giúp ta với. Lão nạp đạo hạnh nông cạn, thật sự là không có cách. Xin hậu gia hãy tìm người tài giỏi khác. Đại sư, Tiêu ca ca, ông không thể thấy chết không cứu được. Qua đây cho giúp muội đi, Tiêu ca ca. Đại sư, ông xin bộ giả gốc hết của cô ấy đi. Ta sắp bị phiền chết rồi. Đại sư, ông nhất định phải giúp ta. Nếu ông không giúp ta, hai bọn ta sẽ ở lại chùa không về. Tiểu hậu gia, ngài cũng giống như công chúa, đều là tính tình trẻ con. Lão nạp đúng là hết cách với hai người rồi. Thế này đi, Phật tháp trong chùa ta có một pháp khí linh lung chiêu hồn. Tạm cho ngài mượn vài ngày, nhưng có thể chiêu về được hai hồn đó không thì phải xem tạo hóa của mặt thì vậy. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Nhiều đi. Sao không đi nữa? Đẹp quá. Sao vậy? Thích trang sức à? Đẹp quá. Vị công tử này mua một món cho vị cô nương này đi. Đẹp lắm đó. Được. Đà tạ nhé. Được rồi. Đi được rồi chứ. Đây đây đây. Để nào mắt ta có vấn đề. Một nha đầu xấu xí sao đã trở nên xinh đẹp thế này? Đừng 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 mà. Đẹp quá đẹp quá. Đi thôi. Dạo này sao không thấy đại ca vậy? Cô ấy dạo này bận lắm sao? Dương Hiệu Quý hình như là cãi nhau với Tiểu Duy cô nương. Chú nói là Diệp Quân bận rộn, nên ngày nào cũng đi sớm về khuya. Đại ca và Tiểu Duy sao vậy? Cái đó ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Dương Hiệu Quý hình như cố ý lảng tránh Tiểu Duy cô nương. Đại ca trước nay ôn hậu rộng lượng, cho dù Tiểu Duy có làm gì sai, cô ấy cũng không thể lảng tránh không gặp. Sao lại không thể? Ta nghe nói mấy hôm trước Tiểu Duy cô nương đến quân doanh đưa cơm cho Dương Hiệu Quý, còn bị không cho vào. Dương Hiệu Quý nếu thật sự thích Tiểu Duy cô nương, sao lại nhẫn tâm để cô ấy ở ngoài chứ? Thì người ta thấy hai người này ở bên nhau lâu rồi, có thể lâu ngày sinh tình, cũng có thể lâu ngày thấy lòng nhau. Có lẽ Dương Hiệu Quý và Tiểu Duy cô nương ở bên nhau lâu rồi, nhận ra bản thân không phải là thật lòng thích Tiểu Duy cô nương. Nhưng rõ ràng huynh ấy từng nói huynh ấy thích Tiểu Duy. Đàn ông có lúc miệng lừa dối lòng, chứ không quý lừa gạt. Hoặc là bản thân huynh ấy cũng chưa rõ lắm. Theo ta thấy, những lời Dương Hiệu Quý nói lúc đó không chắc là những gì nghĩ trong lòng. Hoặc là gần đây huynh ấy mới nhận ra người huynh ấy thích là tiểu thư, cho nên cố ý tránh xa Tiểu Duy cô nương. Không đâu, đại ca chỉ xem ta là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng mà ta nhìn thấy ánh mắt của Dương Hiệu Quý nhìn tiểu thư không giống như nhìn huynh đệ, mà là đang nhìn người con gái huynh ấy thích. Thật sao? Cô thật sự cảm thấy đại ca thích ta sao? Tiểu thư là người trong cuộc không nhận ra, lẽ nào cô không cảm thấy Dương Hiệu Quý lo lắng cho cô hơn Tiểu Duy cô nương sao? Vậy là Dương Hiệu Quý vì làm cho tâm trạng tiểu thư tốt hơn mà tốn hết công sức. Hơn nữa chuyện gì? Tiểu thư không biết đâu. Tuy Dương Hiệu Quý mỗi ngày đều về rất muộn, nhưng mỗi khi Dương Hiệu Quý trở về từ quân doanh đều đến biệt uyển, nhìn thấy tiểu thư ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Có mấy đêm ta nhìn thấy Dương Hiệu Quý đứng ở trong sân rất lâu rồi mới rời khỏi. Thật sao? Hoàn toàn là thật. Tiểu thư, cô nói một nam tử quan tâm đến một nữ tử như vậy, đây không phải là thích thì còn là gì chứ? Trước đây ta cũng cảm thấy trong lòng đại ca có ta, nhưng mà lần này ta sợ mình nghĩ nhiều. Hoặc là đại ca cũng chưa rõ ràng rốt cuộc là thích Tiểu Duy hay là thích ta. Theo ta thấy, người Dương Hiệu Quý thích chắc chắn là tiểu thư, chẳng qua là chưa có cơ hội để thể hiện mà thôi. Chi bằng tiểu thư hãy tạo cho Dương Hiệu Quý một cơ hội đi.
tạo cơ hội. Con người lúc nào cũng mất rồi mới biết quý trọng. Tiểu thư có thể dùng cách này thăm dò xem trong lòng Dương Hiệu Quý có phải là xem trọng tiểu thư nhất không. Thế không được, như vậy là lừa gạt đại ca. Không được, tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi. Đây không phải là lừa gạt, chỉ là thăm dò. Trước đây tiểu thư là quá nhường nhịn, nên Dương Hiệu Quý mới không có cơ hội tỏ rõ. Dương Hiệu Quý vốn không giỏi từ chối, tiểu thư cô nương lại chủ động như vậy. Nếu tiểu thư không chủ động hơn, thì cho dù hai người có thật lòng thích nhau thì cũng sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi. Lẽ nào tiểu thư cam tâm làm nghĩa muội của Dương Hiệu Quý mãi mãi sao? Cứ mãi bị động đợi Dương Hiệu Quý tỏ rõ lòng mình sao? Dương Hiệu Quý, không hay rồi, tiểu thư mất tích rồi. Vậy đây là một lá thư. Khoảng thời gian ở bên cạnh đại ca là những hồi ức quý giá nhất của Tịnh Nhi. Nay Tịnh Nhi sẽ đem theo món quà này đi xa. Đại ca không cần nhớ nhung hay chúc phúc cho muội. Tịnh Nhi tự biết mình là người không may mắn. Lúc đầu không chỉ khiến lão yêu truy sát, còn bị yêu chú bám lấy. Lần trước còn suýt chút nữa liên lụy tính mạng Trịnh Quynh. Tịnh Nhi không muốn người mình yêu thương bị thương gì mình, càng sợ liên lụy đại ca. Tịnh Nhi đi rồi, từ nay chân trời góc bể, chỉ mong đại ca bảo trọng. Nhà đầu ngốc này, ta muội đi từ lúc nào? Lúc chưa còn gặp tiểu thư, chắc là chưa đi xa lắm. Tam muội, Tam muội, Tam muội, Tam muội, muội muốn đi đâu vậy? Chân trời góc bể, có thể đi đâu thì đi đó. Muội thân là nữ nhi, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Muội chưa từng nghĩ đến à? Vì nghĩ đến nên muội muốn rời khỏi. Muội không muốn liên lụy đại ca. Tam muội, muội nói gì ngốc nghếch vậy? Muội là nghĩa muội của ta, đại ca. Huynh rõ ràng biết tâm ý của muội, nhưng không chịu chấp nhận. Nhưng mà muội cả ngày ở bên cạnh huynh, nhìn huynh và tiểu di cô nương bên cạnh nhau, huynh có biết tâm trạng của muội không? Muội cũng biết đau lòng, muội cũng biết buồn mà. Thậm chí so với sự đau đớn yêu chú trên mặt muội đem lại còn hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Muội không muốn dùng thân phận nghĩa muội ở bên cạnh huynh nữa. Đại ca, muội là một cô gái, muội thích huynh, muội hy vọng có được sự yêu thương của đại ca. Tam muội, đại ca, huynh không cần trả lời muội. Muội biết ý của huynh. Hôm nay những gì Tịnh Nhi nói, huynh cứ xem như chưa từng nghe thấy đi. Tịnh Nhi từ nay sẽ không làm khó đại ca nữa. Hôm nay từ biệt, mong rằng sẽ không gặp lại. Tịnh Nhi từ nay không còn bên cạnh đại ca, huynh và tiểu Duy hai người cũng có thể thoải mái bên cạnh nhau. Cáo từ. Ta muội, không phải đâu, đừng đi, ta không cảm thấy khó khăn. Trước đây là ta không tốt, ta luôn dùng cách của ta để bảo vệ muội. Là ta không tốt, ta không nghĩ đến cảm nhận của muội, ta sẽ thay đổi. Muội không thể đi, ta sẽ không để muội bỏ đi như vậy đâu. Ta đã hứa với muội sẽ trị khỏi yêu chú trên mặt muội. Nếu như muội bỏ đi, há chẳng phải là ta thất tính bội nghĩa sao? Nếu như hôm nay muội đi rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta cả đời này đều sẽ không yên lòng. Ta muội, ta xin muội đừng đi, hãy ở lại để ta chữa khỏi cho muội, có được không? Phù Cừ, đại ca nói huynh ấy sẽ suy nghĩ kỹ, có lẽ huynh ấy thật sự thích ta chứ không phải tiểu Duy. Cô nói ta nên làm sao đây? Tiểu thư, ta thấy nhân lúc này chủ động hơn. Gạo sống nấu thành cơm trước, đến lúc đó gián đóng thành thuyền, Dương Hiệu Quý sẽ không thể rời khỏi cô được. Thế sao mà được chứ? Ta và đại ca còn chưa thành thân mà. Không được đâu. Tiểu thư, nếu tiểu thư làm rồi thì chỉ là nhất thời mắc cỡ. Nếu tiểu thư không làm, sợ là sẽ lỡ mất cả đời. Tiểu Duy cô nương chính là dùng dáng vẻ dịu dàng của mình khiến Dương Hiệu Quý nhất thời cảm mến cô ấy. Nói đến thủ đoạn tâm kế, tiểu thư vốn không bằng tiểu Duy. Khó khăn lắm Dương Hiệu Quý cảm mến tiểu thư, nếu mà không chủ động sẽ bị tiểu Duy cướp mất. Thế cũng không được. Cho dù tiểu Duy có thế nào, ta cũng không thể gạt đại ca được. Ta không thể phụ sự tin tưởng của đại ca đối với ta. Không được.
Ngươi là tiểu yêu Hà Hoa ở căn nhà cổ. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng. Ngươi giết hại người trong quân doanh, gây điều thị phi, khiến Dương Anh nghi ngờ Tiểu Ghi, lại gây tranh giành giữa Lý Tịnh và Tiểu Ghi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phu nhân, hôm đó Dương Anh và Lý Tịnh hại chết nghĩa phụ của ta, trong lòng tiểu yêu quán hận cho nên mới ẩn nấp trong phủ, báo thù cho nghĩa phụ mà thôi. Vậy tại sao ngươi lại giả mạo Tiểu Ghi? Chẳng lẽ ngươi muốn hại Tiểu Ghi sao? Tiểu yêu không dám, ta chỉ muốn nhằm vào hai người Dương Anh và Lý Tịnh mà thôi, không hề cố ý nhắm vào Tiểu Ghi. Xin phu nhân minh xét. Từng chút tu hành của tiểu yêu đều nhờ nghĩa phụ ban cho. Ân tình của nghĩa phụ, tiểu yêu không thể không báo. Mong phu nhân khai ân. Rồi sau khi tiểu yêu báo thù, tiểu yêu nguyện chết đền tội với Tiểu Ghi. Mong phu nhân đắc thành. Người muốn báo thù? Báo thù thế nào? Giết bọn chúng thì dễ dàng quá. Ta muốn khiến Dương Anh và người hắn yêu trở mặt, đau khổ tột cùng. Ta muốn khiến Lý Tịnh bị hủy hoại dung mạo, sống không bằng chết. Trở mặt với người mình yêu, người có làm được không? Tiểu yêu sẽ làm hết sức mình. Phu nhân, không phải phu nhân cũng hy vọng tách Dương Anh và Tiểu Duy ra sao? Tiểu yêu nguyện làm việc cho phu nhân, nhanh chóng khiến Dương Anh và Tiểu Duy đoạn tuyệt với nhau. Tiểu Duy cứ sai đánh Dương Anh, ta lại không thể tiện ra tay được. Chi bằng mượn tay của tiểu yêu này tách rời bọn chúng. Nếu đã như vậy thì miễn lễ đi. Đa tạ phu nhân khai ân. Ta có một viên đan dược có thể che giấu yêu tính trên người ngươi. Ngươi mọi việc phải cẩn thận, không được làm cho tiểu duy bọn chúng phát giác. Đa tạ phu nhân ban thuốc. Ngươi quả là thông minh, biết cách giấu yêu tính trên người, còn biết dùng Lý Tịnh làm bùa hộ thân. Có điều tiểu duy chỉ là lún sâu vào tình kiếp, nhất thời lơ là mới để cho người làm mưa làm gió như vậy. Vì thế người phải cẩn thận, tuyệt đối không được để đụng mặt với tiểu duy thái tước. Tiểu yêu hiểu rõ, nhất định sẽ tránh mặt tiểu duy. Nếu ngươi đã có được sự tin tưởng của Lý Tịnh, thì ngươi phải mau chóng khiến cô ta sợ hãi và chán ghét vẻ ngoài của mình. Tại sao vậy? Không cần hỏi nhiều. Sau khi chuyện thành, ta có thể thà chết cho ngươi. Đa tạ phu nhân khai ân. Xin phu nhân yên tâm, tiểu yêu nhất định làm được điều phu nhân muốn. Tiểu Duy, sự khổ tâm của mẹ đều là vì con. Mong rằng sau này con đừng trách mẹ. Tiểu thư, tiểu thư thấy cái này thế nào? Đeo lên sẽ không nhìn thấy vết thương nữa. Vết thương của ta ở trên trán, nếu dùng cái này sẽ che hết cả khuôn mặt, cũng không nhìn thấy gì cả, đi lại cũng không tiện. Hơn nữa ta cũng không thể cả ngày ở trong phòng mà không ra ngoài được. Tiểu thư, phu cư, A Liên tỷ, có chuyện gì sao? Ta muốn tìm phu cư để hỏi bí quyết làm đẹp. Bí quyết làm đẹp chính là cao ngọc cơ mà ta làm từ nhụy qua. Đúng, chính là cái đó. Lần trước sau khi ta dùng xong, thấy không những da mặt đẹp mà còn trắng ra nữa, cho nên muốn xin thêm một ít. Mùa đang làm cho A Liên tỷ đây, đợi mấy ngày nữa là làm xong rồi thì mùa sẽ đem đến cho tỷ. Được, nhưng mà A Liên tỷ, ngoài việc chăm sóc bản thân ra, còn phải ăn mặc trang điểm đẹp hơn mới được. Ăn mặc hả? Ta không có quần áo đẹp, trang sức gì cả, làm sao trang điểm được chứ? A Liên tỷ, chỗ ta có một ít, dù sao thì ngày thường ta cũng không dùng đến, tỷ lấy đi. Như vậy sao được? Không tốt lắm. Cái gì không tốt chứ? Nếu như tỷ không chê thì hãy lấy đi đi, lát nữa ta sẽ lấy cho tỷ. Được, sao ta lại chê được chứ? Ta dù còn không kịp nữa. Cảm ơn Tịnh Nhi. Tịnh Nhi, Trình đại ca, là A Liên cô nương sao? Sao cô lại ăn mặc như thế này? Cái này là quần áo công chúa cho ta. Từ trước tới nay ta chưa từng trang điểm, có phải là xấu lắm không ạ? Không đâu. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nhưng sao hôm nay đột nhiên cô lại... Hôm nay là sinh nhật của ta.
nghĩ lúc cha ta còn sống, cho dù có khó khăn thế nào, vẫn có sư đệ ở bên cạnh ta. Nhưng từ khi có Thái Tước, ngay cả sinh thần của ta nó cũng quên mất. Đúng là thế sắc quên nghĩa, làm ta tức quá đi. Có lẽ bạn huynh đệ chưa quên sinh nhật của cô, chỉ là nhất thời lơ là không để ý. Nó không phải là không để ý, nó chính là vì Thái Tước nên mới quên sinh nhật của ta. Được rồi, đừng có giận nữa. Không có bạn huynh đệ thì còn có ta mà. Cô đi theo ta. Quân đã đến năm cửa hàng chọn 2 canh giờ rồi. Sắp rồi, sắp rồi. Thái Tước, thấy thế nào, có đẹp không? Sư tỷ huynh thích cái gì sao muội biết được? Một người đàn ông như huynh trước nay chưa từng đeo những cái này, muội đến giúp ta chọn đi. Cậu xem, cậu thích cái nào? Trên tay tỷ ấy không phải là đeo cái lắc rồi sao? Huynh mua cái tương tự làm gì? Thì muội thấy ta mua cái nào thì tốt. Sư tỷ của huynh tuy là người trừ yêu nhưng cũng là con gái, cứ đeo cái lúc lắc này thì chán lắm. Nào, không phải sư tỷ huynh không bao giờ đeo màu đỏ sao? Muội thấy một cái này đi. Cô nương đúng là có con mắt tinh tường. Chiếc vòng ngọc đó là thượng phẩm mới nhập ở tiệm nhà ta. Người con gái đeo nó lên, vừa có thể tôn lên sự mịn màng của da, vừa có thể làm nổi bật cổ tay nhỏ nhắn mềm mại. Thái Tước, quả nhiên vẫn là muội có mắt nhìn. Tặng cái này cho sư tỷ chắc chắn sư tỷ rất vui. Đương nhiên rồi, làm gì giống đồ ngốc nhà huynh, cùng lớn lên với sư tỷ mà ngay cả sư tỷ thích cái gì cũng không biết. Trước đây khi sư phụ còn sống, mỗi lần đến sinh thần của sư tỷ, nhiều nhất cũng chỉ ăn mì trường thọ mà thôi. Sau đó sư phụ qua đời, hai tỷ đệ ta nghèo đến mức không có cơm mà ăn, làm gì mua được quà chứ. Nhưng mà bây giờ tốt hơn rồi, mới phát tiền lương. Hóa ra huynh đệ là tướng sĩ trong quân đội à? Tại hạ kính phục nhất là tướng sĩ trong quân đội. Như vậy, nếu như hôm nay chúng ta đã có duyên quen biết, thì ta sẽ bán rẻ hơn một chút. 5 lượng bạc, ông lừa người à? Là 50 lượng. Đây là ngọc quý Nam Hải thượng hạng, không có đắt đâu, nó không đắt chút nào đâu. Ngài xem đi. Thái Tước, ta thấy cái vòng ngọc đó cũng bình thường thôi, hay là chúng ta đến chỗ khác xem đi. Tại sao? Quỳnh thấy muội nhìn không đẹp sao? Không phải, không phải, không à. Nếu không phải thì lấy cái đó đi. Quỳnh cứ chọn như vậy thì chọn đến tối cũng không xong. Ta chỉ có 5 lượng thôi. Thế thì sao? Ông ta đòi 50 lượng. Ta làm gì có 50 lượng trải cho ông ta? Quỳnh không có nhưng mà ta có. Thế cũng không được. Sao ta có thể dùng tiền của muội mua quà cho sư tỷ ta được chứ? Giả lại tiền của muội không phải dùng hết lâu rồi sao? Nó chín bánh canh cái mình để tôm và để nước cốt dừa vào. Bánh canh này ta làm sẵn rồi. Này các bạn. Ồ, hấp dẫn chưa? Nó hết cái kẹo luôn á. Để tôm vô. Rất là ngon luôn.
rất là thích. Tôm này mình để trong tủ lạnh nó đông cứng về nè. Giờ mình nấu, để giờ mình nấu cho nó ngon. Tôm nó có màu, nó chuyển sang màu đỏ liền nè các bạn. Tôm này mình bầm ra rồi, nấu cho nít ăn á, cho nên mình bầm ra cho nó dễ ăn. Sơ lên ha, tại vì này nó có để bột á, cho nên là nó sạch 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 á, nó sẽ dính với nít các bạn, nó sẽ bị khét á. Cái rau này mình sơ lên để cho nó đừng có bị khét. Rất là nhanh luôn, 5 phút thôi mọi người, mình có thể có một cái món bánh canh tôm rất là ngon. Wow, chào chị Hà Chi, chào buổi sáng. Nấu bánh canh ăn chị. Buổi sáng vui vẻ chị ơi. Tôm bầm rồi cái xong rồi để vô tủ lạnh đông đá giờ nó cứng ngắc một cục. Ăn sáng chưa chị? Nấu bánh canh ăn mọi ngày ăn cháo. Rồi bữa nay nấu bánh canh ăn nè chị. À, giờ này là bên chị cũng hơi trưa rồi ha. Con vô coi em với con. Cái này bánh canh này mua người ta làm sẵn á. À, em nấu với tôm chị, tôm em bầm ra để làm cho nó nhanh với cho nhà cho mấy nhóc nó ăn á, nó dễ để nguyên con á, cái nó ăn cắn dây nó bỏ hết trơn. Cái này mua bánh canh của người ta cũng làm sẵn á, rồi cái về mình nấu. Còn này là nước cốt dừa nè, nguyên thố nước cốt dừa luôn. Nước cốt dừa này hôm qua làm hôm qua luôn, không có đó, giờ để vô nó sôi lên mình để nó sôi nó chín rồi mình để nước cốt vô. Làm cái này món này nhanh 5 phút là xong rồi chị. Này là giả chiến chứ mình mà tự làm bánh canh đó mình nấu là lâu lắm, cái gì cũng mua hết về chỉ cần nấu sôi lên là thử thức. Ở chỗ em để cốt dừa á chị. Cái này là bánh canh này là gọi là bánh canh mặn á, chứ không phải là bánh canh mà nước lèo. Thì để nước cốt dừa vô nó cho nó béo á. Mà thường á, nếu mà đúng rồi, ngoài chị thì không ít cái ăn dừa hay em thấy không có cái gì có dừa chứ. Đây thì bánh canh mặn là người ta làm nước cốt, ở trong đây có hai loại, loại nước cốt dừa, một loại thì không có cần phải nước cốt dừa, là như bánh canh giò heo là không có nước cốt dừa. Đúng rồi đó chị, bánh canh nước lèo là không có nước cốt dừa, còn bánh canh này thì có nước cốt dừa.
cũng nêm giống như bánh canh kia thôi, nhưng mà mình có nước cốt dừa vô thì nó béo. Mấy nhóc nó thích lắm, nó thích ăn đồ béo chứ không có phải gì. Cũng nêm muối đường bột ngọt vô, miếng hạt nêm vô là xong. Để hành vô, để hành, để tiêu vô nữa. Mà nhà em không có ăn hành luôn, cũng không có để hành luôn. Vậy hả? Đó, hôm nào chị nấu thử đi. Mình chưa từng ăn thì mình nấu thử, mình ăn mà mình nấu ít thôi. Tại khi sợ không hợp khẩu vị á, nấu ít thôi. Cái này ăn cũng ngon, em thấy nó cũng ngon á. Béo béo. Để khi mình chưa từng ăn mà mình nấu nhiều quá cái mình ăn không có được á, mình bỏ ổn. Thấy ăn cũng được. Rồi xong rồi đó chị, để tiêu vô nữa. Cái này em đi chợ, em đi kế bên nè, chợ chợ hổm gần nè, em đi chợ à. Vậy là xong thôi. Mình để tiêu vô cho nó đừng có tanh đó. Như để hành rồi cho nó thơm. Nhưng mà nhà không có ăn hành thì không để. Đó. Để em múc đi. Cọng này nó hơi dài, nãy cắt ra rồi mà cũng còn một số cọng nó hơi dài cho nên là múc nó không dính lên. Mấy nhóc em nó rất là thích luôn nè chị. Đó, vậy là xong rồi đó, món ăn của em về xong rồi nè. Tạm biệt chị nha, tạm biệt mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại bữa sau nhé. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ nha, tràn đầy năng lượng luôn ha. Bye bye nha, cảm ơn chị nhiều nha chị Hà Chi.